Bảy thói quen giàu có của người trẻ một, đọc để phát triển cá nhân một thói quen hàng ngày mà tôi phát hiện ra rằng các triệu phú có điểm chung là đọc sách, ví dụ, nếu là một doanh nhân. Các ông cần đọc để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và một chủ doanh nghiệp hiệu quả. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Thomas Crowley chỉ ra khoảng 85% triệu phú tự thân đọc ít nhất hai cuốn sách trở lên mỗi tháng, Warren Buffett dành 80% thời gian trong ngày để đọc. Trong những ngày đầu của sự nghiệp đầu tư, ông đọc 600 đến 1.000 trang sách chỉ trong một ngày. 2. Có nhiều nguồn thu nhập khác nhau một thói quen thành công khác mà tôi nhận thấy ở những người thành công là họ không phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Mỗi triệu phú đều sở hữu nhiều nguồn thu nhập, điều này giúp họ không bị động và kiếm được nhiều tiền hơn. 3. Sống với ngân sách cố định hàng tháng người giàu không tự đặt bản thân mình vào những trò may rủi và họ hiểu về dòng tiền của mình. Có một ngân sách hàng tháng giúp cho các ông cắt giảm được những khoản không cần thiết và đạt được mức tiết kiệm mong muốn của mình khi có các nguồn thu nhập gửi về. Các ông hãy chia nhỏ nó thành từng khoản, khoản cố định để chi tiêu, khoản tiết kiệm, khoản đầu tư, khoản dành cho các mục đích khác. 4. Tránh vay nợ, họ không vay tiền để sống xa hoa. Họ không dùng thẻ tín dụng của mình để đặt một khách sạn 5 sao và gồng mình lên trả sau. Vay nợ để sử dụng hay để đầu tư vào những điều bản thân mình không chắc chắn là một lựa chọn khá mạo hiểm mà ranh giới giữa mạo hiểm và ngu ngốc lại quá gần. Tuy nhiên các ông cũng nên nhớ rằng có những khoản tiền mang tên vay nợ nhưng thực chất vẫn là một lựa chọn khôn ngoan như chuyện mua trả góp không phần trăm chẳng hạn năm. Đặt mục tiêu hàng ngày họ lên kế hoạch cho các mục tiêu hàng ngày và hàng tuần để tạo động lực đạt được các mục tiêu dài hạn của họ đảm bảo bạn ưu tiên khi đặt mục tiêu hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn đạt được những việc cần làm quan trọng nhất trong danh sách của mình. Đừng mơ mộng về những mục tiêu xa vời nếu ngay cả chuyện nhỏ của ngày hôm nay các ông chưa hoàn thành. 6. Không cần chứng tỏ mình giàu có có những ông quan niệm rằng để người ta biết mình giàu, nhất định phải học theo lối sống của người giàu có thứ nhất. Bản thân một người giàu có không cần thiết phải chứng minh cho ai thấy, thứ hai, một người giàu có hay không không chỉ thể hiện qua lối sống thương lưu. Các ông không cần dồn hết tất cả số tiền mình có thậm chí cả vay mượn để mua một món đồ xa xỉ với cái tên thương hiệu thật kêu làm gì, đó không phải là thói quen của người giàu có, bảy đừng mơ tới chuyện giàu nhanh hết năm nay mình sẽ phải kiếm được vài chục tỷ dù hiện tại tay trắng chẳng có gì hay bạn sẽ trở thành triệu phú tự thân sau một đêm những lời nói có cánh như thế mãi mãi chỉ là một lời nói và các ông sẽ phải ngã thật đau vì sự ảo tưởng của chính mình